Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử người mẫu Nguyễn Ngân Hà. Người mẫu Nguyễn Ngân Hà sinh năm 1984 tại thành phố Hồ Chí Minh. Với gương mặt khả ái, hình thể cân đối, vào năm 2000 thì cô đã tự tin dự thi Hoa hậu Việt Nam và tiến thẳng vào top 10 chung cuộc. Cùng năm thì Nguyễn Ngân Hà đã ghi danh thêm vào Hoa khôi các tỉnh phía Nam, vượt qua hàng loạt các ứng viên để đăng quang ngôi vị cao nhất. Mất thêm 3 năm âm thầm rèn luyện, Nguyễn Ngân Hà đã may mắn nhận được tấm vé đại diện quốc gia dự thi Miss Earth Hoa hậu Trái đất năm 2003. Gặp không ít áp lực khó khăn khi lần đầu đem chuông đi đánh xứ người, nhưng nhờ nhan sắc nổi bật, khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt cùng với chuẩn bị kỹ lưỡng thì cô ít nhiều đã gây được sự chú ý với ban tổ chức và bạn bè quốc tế. Trong đêm chung kết xếp hạng thì đại diện Việt Nam đã bất ngờ được xướng tên tại giải phụ người đẹp có mái tóc đẹp nhất và đứng thứ hai trong cuộc bình chọn ở qua mạng. Cũng từ Miss Earth, Nguyễn Ngân Hà đã được trang web bình chọn là một trong 100 phụ nữ đẹp nhất thế giới vào năm 2003. Sau đó một năm thì Nguyễn Ngân Hà đã tiếp tục được đại diện Việt Nam dự thi Nữ hoàng du lịch quốc tế. Nhờ kinh nghiệm tích lũy từ Hoa hậu Trái đất, Nguyễn Ngân Hà đã không gặp quá nhiều khó khăn khi lọt vào top 10 chung cuộc. Trở về nước, sau hai lần đem chuông đi đánh xứ người, Nguyễn Ngân Hà đã tập trung hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu, ca sĩ và nhạc sĩ. Năm 2014, Nguyễn Ngân Hà đã bất ngờ trở lại đấu trường nhan sắc quốc tế bằng việc tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Toàn cầu năm 2014. Phải tranh tài cùng với 48 quý bà giỏi giang, thành đạt, nhưng sự thông minh và cùng với nhan sắc bất chấp thời gian thì Nguyễn Ngân Hà đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Á hậu 1 và đạt thêm giải phụ Đại sứ Thiện Chí. Nguyễn Ngân Hà là một người đẹp đa tài của làng giải trí trong nước. Trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật thì cô đã từng đầy mạnh tên tuổi ở nhiều vai trò khác nhau. Giai đoạn năm 2007-2008, với trào lưu người đẹp đi hát nở rộ ở trong showbiz Việt thì Nguyễn Ngân Hà cũng đã nhanh chóng rời xa sàn catwalk để cầm mic. Mong muốn khẳng định vai trò ca sĩ chuyên nghiệp thì Nguyễn Ngân Hà đã phát hành 3 album gồm Muốn nói với anh, Nhớ nhớ nhớ, Galaxy. Đồng thời thì cô còn có cả một ekip hỗ trợ công việc lăng xê tên tuổi. Tuy bỏ nhiều công sức và tiền bạc, song Nguyễn Ngân Hà lại không gặp may mắn với cương vị ca sĩ. Trong quá trình nỗ lực hết mình thì Nguyễn Ngân Hà đã gặp một số chuyện không vui. Sau đó thì cô quyết định từ bỏ giấc mơ ca hát để chuyên tâm sáng tác. Ít ai biết rằng trong vai trò nhạc sĩ thì Nguyễn Ngân Hà chính là tác giả của hàng trăm ca khúc nhiều thể loại như dân ca, tiền chiến, thánh ca, nhạc trẻ hay nhạc đàn. Một số ca khúc do Nguyễn Ngân Hà sáng tác như Vũ khúc Tango, Nhớ 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 từng được cộng đồng mạng yêu thích. Quãng thời gian rời xa showbiz thì Nguyễn Ngân Hà đã từng trải qua chuỗi ngày đau khổ vì chuyện tình cảm. Sau này khi tái xuất thì cô cũng không ngại thừa nhận tan vỡ trong tình yêu với hai cuộc tình đầy nước mắt đã từng khiến cho cuộc sống của cô bị đảo lộn và mất tinh thần làm việc. Từ khi cân bằng lại tinh thần thì Nguyễn Ngân Hà đã trở nên mạnh mẽ, quyết đoán trong mọi mối quan hệ. Tuy nhiên thì cô quay lại làng giải trí mà chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một số bộ hình thời trang để tập trung vào thời gian kinh doanh. Cách đây 4 năm thì Nguyễn Ngân Hà đã lần đầu thừa nhận là mẹ đơn thân và có con gái tròn 2 tuổi. Từ đó đến nay thì Nguyễn Ngân Hà cũng hạn chế xuất hiện trong các sự kiện giải trí để tiện cho việc làm ăn. Cô đang sinh sống và định cư cùng với con gái tại Úc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.